câu chuyện này đã được tranh luận ngay giữa kỳ họp Quốc hội kỳ này, xung quanh những ý kiến không thống nhất và đồng tình về tính xác thực của tiến trình cổ phần hóa. Chẳng hạn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, giai đoạn năm 2011-2016, Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải cổ phần hóa 70 doanh nghiệp. Kết quả đã cổ phần hóa được 137 doanh nghiệp, vượt 67 đơn vị so với chỉ tiêu Chính phủ giao. Các doanh nghiệp này khi niêm yết và bán cổ phần lần đầu ra công chúng đều được giá cao, thu về hơn 2.700 tỷ đồng, tăng 600 tỷ so với định giá ban đầu. Không đồng tình với giải trình của người đứng đầu ngành giao thông, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã có ý kiến phản đối. Xét lại vấn đề cổ phần hóa Tổng Công ty Vận tải Thủy Việt Nam, trong đó tại sao 10 doanh nghiệp nhà nước với hàng trăm đoàn tàu, rất nhiều tài sản của nhà nước mà chỉ được bán với giá định giá 327 tỷ, tức là chỉ tương đương với một căn nhà tại phố cổ Hà Nội. Ở góc độ của một nhà đầu tư, ông Trương Văn Hiền ở Nghệ An lại ngậm ngùi cay đắng bởi đã chót đầu tư vào một doanh nghiệp cổ phần mà nhà nước nắm giữ tới 60% vốn. Với số vốn lớn như vậy, những cổ đông nhỏ như ông không có tiếng nói trong cơ cấu quản lý điều hành của doanh nghiệp. Vậy là ông phải chấp nhận cổ tức giảm đột ngột từ 30% năm 2016 xuống chỉ còn 10% năm 2018. Năm 2012, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp này là 3.400 tỷ đồng, thì sang năm 2017, con số này chỉ còn là 900 tỷ, 2018 dự kiến còn hơn 400 tỷ đồng. Trong khi doanh thu của các năm xây dịch không nhiều, ông Hiền không khỏi đặt ra những hoài nghi về khoản lợi nhuận thụt lùi này. Trước đây phát hành cổ phiếu là giá 80.000, mà giờ xuống có 16.500, thì tính ra là nhà nước mất gần 25.000 tỷ. Nên cái này mà nhận được mà không phải sớm thì chắc là nó còn mất tiền nữa. Số cái đơn vị nó có xu hướng là các cái đơn vị mà kinh doanh nó có hiệu quả thì thường là cũng không báo cáo hết, kể cả về thuế, kể cả về hoạt động sức kinh doanh. Đối với cái đơn vị lỗ mà thất thoát gây mất mát tài sản vốn và nhà nước thì thường là cố tình là tạo ra những cái khoản là nó có lợi. Theo Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, tồn tại lớn nhất hiện nay ở các doanh nghiệp cổ phần là báo cáo tài chính của doanh nghiệp thường chưa trung thực và không chính xác, không phản ánh được tình hình vốn, tài sản nhà nước tại thời điểm báo cáo. Thông tin này cho thấy việc quản lý và giám sát vốn nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần còn bỏ ngỏ. Vậy thì việc thất thoát lãng phí sẽ khó tránh khỏi. Trong quá trình triển khai...